Xin chào các bác. Hôm nay thì em lại mới về một cái loại máy bơm ly tâm 24V, là dòng bơm chuyên hút sâu đẩy cao. Nó được thiết kế giống như cái bơm sinh hoạt trong gia đình của chúng ta ấy, nhưng mà nó là chạy điện áp 24V. Thực ra là đối với con này các bác có thể chạy điện áp là 18 đến 32V là ok. Còn điện áp chuẩn của nó là 24 các bác nhé. Nhưng mà điện áp càng cao thì nó càng mạnh và thấp hơn thì nó sẽ yếu hơn. Con bơm này thì có cái lưu lượng của nó là 1,5 mét khối trên giờ này. Đẩy cao 25 mét, công suất 230W đối với cái điện 24V. Như vậy là các bác có thể thấy được rằng là cái công suất của nó chỉ có 230W đối với điện áp 24V thôi, nhưng cái cột áp của nó đẩy tới 25 mét và lưu lượng là 1,5 mét khối trên giờ, chứng tỏ dòng bơm này là nó khá tiết kiệm điện. Thì đây là cái mẫu bơm mới nhất hiện tại bên em, ngày hôm nay mới hàng mới về cho nên em làm video để giới thiệu các bác nhé. Đây là loại bơm đầu chuột với đường kính ống vào ống ra của nó là 25 nhá, con hai cút nối này, rồi ống 27 ấy. Khi các bác mua về thực ra là các bác sẽ mua cái ống có gen, gen này gen 32 thì phải, xong là các bác chuyển sang ống 21 hay 27 thì tùy các bác, kèm theo một cái giỏ lọc nước này và hai cái kẹp bình ắc quy này đó. Hàng thiết kế rất là chắc chắn luôn nhá, có quạt gió làm mát để máy bơm chạy liên tục. Loại này chạy rất là ổn định luôn, rất là bền, bao bền luôn các bác, và được bảo hành 6 tháng. Các bác quá trình sử dụng rất là yên tâm, có thể sử dụng hút giếng sâu đẩy cao đẩy xa. Con này thì hút sâu từ 5 đến 9 mét, với cột áp đẩy cao tới 25 mét như thế này thì con bơm này có thể dẫn rất là xa. Các bác có thể dẫn nước đi cả trăm mét đều ok, dẫn nước sinh hoạt bơm tưới tiêu những cái khu vực không có điện. Dùng hệ hai bình ắc quy, dùng với những cái tấm pin năng lượng mặt trời. Con này thì các bác có thể xài những cái tấm pin 300W, trực tiếp một tấm 300W ok luôn, quá đẹp. Hoặc là cắm trực tiếp vào cái hệ bình ắc quy 24V. Dòng này thì bên em có cả 12, 12 thì công suất của nó thấp hơn. 12 thì có loại nó là chỉ là có hai dòng, dòng 180W và dòng 150W, thì nó có lưu lượng 1,5 mét khối trên giờ và đẩy cao 15 mét. Còn đây là dòng 24 thì công suất cao hơn và nó cũng là cái cột áp đẩy cao mạnh hơn. Và để mua sản phẩm này thì các bác đừng quên đăng ký kênh của shop và liên hệ trực tiếp qua hotline 038 68 98 366, website là máy bơm mini68.com. Xin chào các bác.